đó, mình lên trên này đứng nè, tại mình ít người quá đó, mình đứng sát trên này cho thấy nó đông đông. Bên đây mình lên sát luôn trên đi mấy anh, chia đều hai bên nếu khỏi đi. Ba ô trên này được rồi ạ. Lên trên này đi xong lên đây. Tới kìa, tới kìa. Người thứ hai tiếp đấy. Trời ơi, bà Tường. Sẽ dừng lại chỗ anh, xong anh hỏi lần lượt từng lẽ đi bà ơi. Đó, sẽ đọc cái câu này. Ví dụ như là người ta trả lời đúng á. Tôi đứng đây này. Lẽ đi bà Tường. Dễ giờ kìa. Đầu sẽ ngon. Tối qua về ngủ với mẹ được. Tối qua về ngủ với mẹ hả? Cái gì? Thần Long. Tự giới thiệu tao là thân dịch vật. Tiểu lộ dịch hại. Tao tao hề quen. Để tôi vô tôi hỏi nha. Nào, bạn sẽ có một phút để giới thiệu về mình. Thời gian bắt đầu. Tự giới thiệu bắt có ta là thân dịch vật. Gì kỳ vậy? Lộn là hỗn dịch hại. Tại sao có tên dịch hại? Bởi vì nghe tiếng hại là biết ta đi hại người rồi. Sao ta dịch tới đâu ta hại tới đó. Giờ tôi hại mấy người. Gắn ra vậy cắt tường chưa? Rồi. Rồi vậy mình quay cắt tường ra trước mà. Ấy lộn. Đây quay cắt tường trước mà. Thật ơi. Đây là thủ ra luôn, tao ra chuẩn bị xong rồi. Rồi cứ quay ra các tường rồi còn ra nói đúng không? Để tao giới thiệu cho nhiều, tao nói cho nhiều đi. Bởi vì tao đã mệt. Có cái rổ cho tao không rồi đó. Trước khi tao tới đây, tao đã di chuyển. Rồi, xin mời, xin mời. Số ở cái huyện Phú Tân hả? Ở cái huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Đây là đất đai phì nhiêu, màu mỡ, tiềm năng du lịch. Dữ dằn. Anh Cường với Tường là biết chung ra đó anh Tuấn. Hay, ra lượt luôn hả? Ừ. Nếu xuất hiện bà con vỗ tay y như nãy á, mình vỗ tay mình không lo lên, dạ. Thôi, cái chú ý cái đó là chưa thấy. À, cảm ơn hai vị thần tới đây để có quà tặng tôi để làm ra chuối. À, cảm ơn thần hãy đã có quà tặng cho tôi những con khỉ. Cái này là thời tiết lương mũi dòng. Thấy ông tặng gì quà nó tưởng tôi còn chúng ta cũng cho đó. Một ngàn người về thất lệnh đường đó là ai mà con có biết không? Thân thời tiết mà thân gì? Đúng rồi, may quá không ai nói thật kinh. Và bây giờ mời bà con cùng hô to thần thời tiết để chị thần thời tiết xuất hiện nha. 1, 2, 3. Thơm qua bình thạnh đông, thương lúa thơm ngậm. Lên kia ơi. Khu sinh khu hệ khu bình hiền. Giờ đấu nè, đấu tất cả mọi người ở Vĩnh Long này đặc sản là nói gì? Mời chuẩn bị nè, mời chuẩn bị nghe quen này rất đốt. Đường đua bồ lúa, đua xong đua lên Đà Lạt liền lấy nè, biến với các tường á. Tại lấy lũ cũng may là mùa này vắng nè, đường không có ai cho nên chạy lên mới kịp, chứ không là không kịp đâu. Trẻ là không quay quảng cáo cho khách sạn 5 sao được. Giờ dư thời gian anh em mình có quyền nghỉ ngơi uống cà phê. Thì làm ly cà phê xe cổ quá đẹp. Wow, xe cổ ghê ha. Nhìn thấy bắt mắt ha, ba bánh ha, hai bánh đầy đủ. Đây nè, xe này mới ghê nè, đó. Mobilet. Wow, đây mới cổ ghê nè, đây cổ ghê luôn á. Đó, cổ ghê chưa? Cổ mà xét hết luôn ha.
Wow, không, bình xăng rụng hết. Sườn xe không, đây Lam 550, quá dữ. Ý, có đám cưới, xe đám cưới luôn, 550. Cà phê là tới. Không khí mát an lành. Đang làm thủ tục. Xong bây giờ chúng ta về tới khu nhà này. Công nhận ở resort này quá đỏ, cái view nhìn rất đẹp, căn nhà này cũng rộng nha. Đây giới thiệu coi. Đây, mấy em quay phim ở phòng này, mình là lên lầu dưới hai phòng trên một phòng. Quay quảng cáo ở đây 2 ngày, sau đó xuống biển tiếp tục hành trình. Đây phòng của tôi với quay phim đây. Bảo Lộc được dán ống hoặc là thú gì tại tháp Nam Kỳ.
50m đường đến nhà ga chính. Quán trượt Thát Đam Di xin kính chào quý khách. Hẹn gặp lại quý khách. Rồi rất là cảm giác và lý thú, rất là vui. Đi ống trượt rất là hấp dẫn nha, nhưng mà rất tiếc là hai tay phải lo thắng cho nên thành thử không có quay camera được, và nó trượt rất là nguy hiểm, thành thử ra là không ghi lại những tấm hình đó, chỉ có khi nó kéo ống lên thì lúc đó mới cầm camera quay được. Ôi rất là buồn, thiếu những cái cảnh nó đẹp và thiếu những cái thước phim lý tưởng. Nhà ga, đường ống và siêu thị luôn đó, để lại những tấm hình ở thác Đam Ri nè, đó mình trượt ống nè. Mấy anh chị ơi, di chuyển xuống tàu giùm nè em luôn chị ơi, di chuyển xuống tàu giùm luôn mấy chị, anh chị ơi chuẩn bị ra tắm biển lặn bắt cá là ngắm san hô anh chị ơi. Em là chủ tàu Phán Hoàng Long 03. Tàu đã chở được 30.000 người nè, đó số 30k. Đó. Ờ, anh Cường. Ờ, vô chụp hình cái ơi. Anh Cường. Vô. Chụp thấy cái Hoàng Long nè. Trời ơi trời. Cái gì mà xuống mà khó khăn quá vậy. Rồi xuống luôn anh. Nó tính từ xe máy chị ơi. Tàu luôn chị ơi. Để ai sợ. Đã ngồi nó mua. Đâu thấy gì đâu. Chưa thấy. Đó. Biển. Sao? Ồ, đã quá, nước mát.
trong. Sạch quá, sạch quá sướng. Rồi chú ăn xuống được mà mình nổ nồi nổ sao lên nhá. Không đây. Ồ vẫn thấy nghề nghề quá nha anh Cường. Trời luôn. Này cho em cào cũng thật. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, quá đẹp. Thấy cá màu đủ màu bơi đẹp quá. Anh đừng rồi. Quá đẹp luôn. Chú Cường nó thấy ông đừng, chú Cường đẹp lắm. Mất rồi. Ông đừng cũng đi rồi. Đi rồi. Uống cái gì vậy? Ủa, đúng không cá mập. Đi lên lại thôi. Tắm xuống đi lên nè. Bơi ngoài cũng thương ơi. Đi ông lên. Ông đừng bơi, ông lặn. Hello, hello. Thôi, con gì bơi kìa. Có gì á, có gì đang bơi vậy? Ông thắt cái phao, sạc cái phao nổi. Quan đó là cái đó kìa. Thôi khỏi đường này đi. Quánh mày thấy ngay mày không có buổi buổi trưa. Đã bụng rồi. Một số thành viên lên là đói bụng rồi.